Okay. Chào mừng các bạn đến với kênh Mưu Sinh Vlog ha. Này anh CT Trần Thận nha các bạn. Hôm nay mấy anh em hai anh em đi thăm 12 cái loài cá các bạn ơi. Từng rồi thăm được có mấy con cá. Từng rồi thăm được hai ba con vậy từng này không biết sao. Nó có lời còn đó anh Thận. Thấy không? Rồi, chúc các bạn ngày mới vui vẻ ha. À, xem clip thật thoải mái và thành công trong công việc, hạnh phúc trong gia đình nha. Nay nhờ anh Thận anh thăm giùm cái hên không? Nay mình thăm có 12 cái loài các bạn. Từng rồi 12 cái cũng có ăn được ngày. Ăn nhất thì thua. Con gì ạ? À? Em thấy rồi. Con gì? Ủa thắt lát mạnh kia các bạn ơi. Vô vô vô. Anh Thận tay anh thơm quá anh Thận ơi. Sáng đi xịt dầu thơm phải không? Ồ. Ôi ôi thắt lát với con ốc các bạn ơi. Cua đen. Rồi chờ em. Đặt lại y cũ cho em cái. Ồ thác lát nó bự các bạn ơi. Ồ con thác lát này. Đứt thơm luôn rồi. Được không? Có dụng chứ hả? Ừ cái nó hừ ghía kìa em giá lại nó vậy đó. Chà. Con cục lên thơm lại. Thằng trên ơi. Mang qua tay cho bắt cũng được. Ngon các bạn. Cái đầu tiên gì là có ăn à. Thác lát thì tiền không các bạn. Quá đã. Mày đem về ăn rồi, không bán đâu. Dạ. Gì? Dạ không bán. Ăn được rồi, bán chi? Rồi cho anh đem về bánh ăn. Thôi. Ồ thật lát bự các bạn ơi. Quay làm hình nền cho biết sao 11 cái sao không dính sao. Đó, quá đã. Chụp hình nó lại cái cây. Quá ngon các bạn ơi. Cái đầu tiên quá sung sướng. Lời em đặt mà không hay. Cái tiếp theo các bạn, cái thứ hai. Nhờ anh Thận anh thăm giùm luôn. Cái này là lông thảy lên nè. Đặt lại à. Cái cây hình bát nè. Đựng chuột cắn là được. Dính gì không? Rồi chứ quá các bạn. Có cá sặc không? Rồi đặt lại giùm em đi. Cái thứ hai su cà na các bạn ơi. Cái tiếp tục các bạn ơi. Đó. Thấy là đó. Đó. Vậy đây. Làm cái quái đó hả? Đặt cái gì vậy? Đâu nó xéo xẹo vậy? Hả? Nó gì nhớ em đặt đâu có xéo đâu. Dễ dính. Nó không gung ginh dính. Lôi đi. Chừng tao thăm tao dục ngang á. Ốc gì? Ốc vàng hả? Rồi, đặt lại đi, bỏ lại đi. Này, cái này chất quất. Thằng Long đi dẹt đường kìa. Thấy không? Dẹt tá lạ vậy. Giờ đâu? Vũ đó đi. Không, chỗ đó em đặt rồi, em đem lại đây chứ. Đúng rồi. Tiếp tục các bạn. Cái lợi thứ tư hả? Tư rồi. Khu này có 6 cái à. Cái này mới giờ bên đó lại qua đây á. Chuyến đầu tiên. Bên đây, bên tay trái. Nó có lợi còn đó, em thấy mà. Qua đây mới thấy các bạn. Ừ. Chị mới dính chứ. Dính không? Dính con gì đó? Cá lóc nhỏ xíu các bạn. Cầm lên luôn ấy. Bóp. Bóp đầu nó cầm lên gì. Rồi anh nhát lại vậy được rồi. Chuyến sau có gì em sửa. Cái chừng ra nghe là lũng tù lưa chân á. Anh cầm xéo xéo dễ ra lắm. Ồ cá hường kìa. Ồ nguyên bày cá hường luôn. Nguyên bày cá hường các bạn. Mà nó không vô lời. Khôn quá. Rồi đặt em nha. Còn cá lóc nó ốm các bạn ơi. Cá lóc con này để 1 tháng nữa mới bự. Kệ bắt về đem vô hầm thả. Đó, hầm gà dính loại này nhiều lắm nha các bạn, chút chút kìa nè. Cá này cá mùa nước. Tháng sau nước lên cái cá này nó trường vô trong ruộng á. Này nó nửa cùm tay hết rồi. Rồi tiếp tục các bạn. Rồi cái là tiếp theo các bạn, cái là huyền thoại. Này chỗ cái manh bao á, anh xuống mình đậy lại cái manh bao đó. Manh bao đậy đó. Em đặt lộ khỏe lắm, không có lộ xa. Là huyền thoại nha các bạn. Cứ nào cũng ăn đó. Đó là cây.
Cái này cái là cây của ông Ý em đem về, nó mua của ta cái là củ 10.000 cái dính mà đậy là con gì vô vô các bạn, vô ba con cái gì luôn cái vậy nha. Ồ củ bàn cái gì các bạn ơi, quá đã rồi, rồi ngon ngon vô ăn các bạn ơi. Ba em vậy to đùng vô lòng ơi lòng. Hôm qua phải thăm giùm được rồi. Vui quá lòng ơi. Ok mình. Quá đã các bạn ơi. Cái chỗ này mình làm như chục con cá dày vậy. Đi vô lần hai bà con. Có con cá dày bự quá. Là quyền thổi luôn á. Là này dính hoài luôn. Cá sặc nó dướng vô hôm nó chết thành kia cá sặc. Cái dày nó gược á. Cái con này năm. Ừ. Để giá lại. Để cái lời này. Ồ con nó bự ha. Cá này là lái nó căng 120 kg đó. Lòng nó. Căng trên tay. Cái thứ 6 các bạn, cái cuối cùng của khu này là mình còn khu bên kia 6 cái nữa là xong. Khu mình đặt 6 cái. Sớm giờ thăm 5 cái cũng có lý quá các bạn. Được 3 cái lóc dày ngon quá các bạn ơi, với con sắc lát. Quá đẹp luôn. Đó, mình xéo bên đó chút. Đó này chăng chỗ cái anh nhìn trước mặt anh á, ngay cái hói hói á. Ngay hói sát lục bình á. Giữa giữa gì ra lục thấy không? Còn là các bạn ơi, mình thấy còn. Dính hay không không biết. Rồi im ru à. Chết quá à. Coi có lủng không? Kệ bỏ lại đi. Lờ nó em giá ký cầu anh chảnh chân. Rồi là quyền thoại mình chất quốc các bạn. Ba cử rồi chất quốc chân. Lúc trước cái dính dữ dằn lắm. Làm gì khúc này hết cá rồi. Rồi qua khu thứ hai các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Cái lờ này chiến rồi cứu mình được hai cá chị trắng mà chết con các bạn. Hai chị trắng bành kỳ. Chết con uống rồi. Ngay chỗ cái cây chạm á, còn không? Chiên này có dính gì không? Có quẩn không? Rồi, chứ có cái gì? Chứ có à? Không có gì các bạn ơi. Cái lợ thứ hai của khu này các bạn, cái đầu tiên chứ có. Cái đầu tiên dính hai cái chê trắng, ngủ một con bự lắm. Chiếc này chất quốc. Nó cũng không sâu gì mấy. Chiếc này cho anh Thuận đi theo cho anh lội thấy bà luôn các bạn. Cái giò mình bị đau đó. Rồi anh đi theo anh hỗ trợ thăm giùm. Chứ mình lội xuống banh cái giò luôn. Dính gì không? Cái này em chưa bắt được con cá nữa đó. Rồi đặt lại đi. Bỏ lại đi. Chứ có các bạn. Rồi cái thứ ba của khu này các bạn ơi. Còn không? Còn cái anh nè. Cái này chiến nào cũng dính chứ. Chiến này không biết sao nha. Chiến trước còn có chai trắng. Chiến sau 3 cái chai trắng. Chiến rồi 2 cái chai trắng. Hiền ghê chịu. Cái này em dính lương. Đợt có dính lương 300 gram. Chụp cái chụp cái ta. Cái này không dính thua. Hai ba cái đằng kia thấy không im. Ba cái đằng kia bị thăm hoài. Gì à? Gì dở từ từ á, cái sạc ha. Rồi rồi vô các bạn, không biết con gì. Đừng anh dở thẳng á, đừng dở chổng, chổng có sức à. Dở chổng có sức á. Ba gục phi. Ba gục phi hả? Dở nhảy. Tưởng đâu cá lóc rồi đứng đó luôn đi em bắt kìa cha. Ồ, cái gô phi các bạn ơi. Ba em gô phi, em có gô nhỏ nữa. Rồi. Máy hư rồi. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Cái lợ thứ tư. Cái này hai cái nữa hết nha các bạn. Nay nói chung ra đủ ăn chắc được 2 ngày. Để dọn mấy cái cuối vợ con cá lóc. Sớm giờ chưa có con cá lóc đồng nào hết. Ủa con cá lóc đồng nhỏ xíu à. Con to mà chút ép rồi các bạn. Được 3 cái dày là ngon nhất với cá thác lát. Con thác lát với 3 cái dày quá ngon.
Có gì không? Cái đó em chưa bắt được con gì chứ, bị ta thăm hoài. Rồi chứ quất các bạn. Chỗ anh Trung anh chỉ đó em đặt đằng đây là dính hoài, anh Trung kêu đem lại đó. Để từ hồi đem lại chưa ăn được cá nào. Rồi. Cái lợi thứ năm các bạn, khu này các bạn ơi. Thấy nhúc nhích cái lợi rồi, không biết con gì nha, chắc ở đây cá lóc quá. Chỗ này là em làm con ký mốt đó. Con 700-800 gram đó. Mà ta đốn cây cây rồi cái em thăm mấy chuyến không dính, mới giờ lợi cử đầu lại đó. Thấy nhúc nhích đó các bạn, không biết con gì, hy vọng cá lóc đi. Cá lóc bự nha. Khu này cá lóc bự bự không. Anh dở thẳng á, đừng có dở dở ấy. Anh dở chổng là nó dễ xảy lắm. Tại chuột nó cắn cái miệng cá lóc bự à. Đó. Vô các bạn. Nghe nó cá lóc. Ồ nhỏ mà anh. 300 g. Con này 300 g các bạn ơi. Ốm, con này ốm nhơ mà vô lâu rồi. Kệ có đỡ ăn không. Ờ con này nó ốm. Ốm quá ốm à. Rồi để anh bắt ra các bạn ơi. Rồi đi tới cái cuối cùng các bạn ơi. Cái cuối cùng sát bên luôn, cách có 5 mét gì. Chuyên trước rồi cái cuối cùng lúc trong đó đó các bạn. Mình đi vô cực quá mình đem ra đây luôn. 5 mét cũng dính gì. Vậy gì đó đó. Đó. Là còn hay gì đó. Còn. Rồi không thấy nhúc nhích rồi. Thật ngay cái lỗ mấy thằng câu cá nó dẹt ra câu luôn. Cái cuối cùng các bạn, cái thứ 6 của khu này là tổng cộng 12 cái. Nay không mắc cái nào nghe các bạn. 12 cái y tinh. Rồi im gu. Im gu rồi. Dính ở bù vàng hả? Rồi. Cái cuối cùng chất quá các bạn ơi. Thành quả hôm nay thì cũng khá im. Được em cá lóc bự, em cá lóc nhỏ, ba con cá dày, con khát lát chà bá, khát lát chừng 400 g các bạn, 400. Còn cái chắc 400 g. Mang trứng bằng cây. Dưới ba em cái gỗ phi. Này bữa nay anh CT Trần Thận thăm quá thơm các bạn. Bàn tay của anh thơm. Sáng anh đi anh sức dầu thơm bởi vì thơm nè. Ăn độ mà, ăn độ. Này ăn độ gắn. Hơn, hơn. Quá hên. Rồi, cần quay cá không? Để mở ra em quay cái. Rồi, này được mớ cá các bạn. Ký mấy cá. Cái này chừng thứ 6, thứ 7 gì. Ngon các bạn. Cá thác lát quá chừng nó bự. Rồi, này quá im. 12 cái loại cá ăn nhiêu đây, hai cha con em ăn là bảo đảm 2 ngày. Phơi khô ăn tháng. Phơi khô ăn tháng á. Khô khô ăn 2 bữa hư rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của hai anh em mình. Của chuyến thăm lợ hôm nay, hẹn các bạn lại clip sau. Rồi.